Bệnh nhân mắc COVID-19 không may tử vong thì cơ sở điều trị phải thực hiện quy trình xử lý tử thi, vận chuyển đến nơi chôn cất theo quy trình khép kín, phòng tránh lây nhiễm. Tất cả chi phí này đều do nhà nước chi trả, người dân không tốn bất kỳ khoản phí nào trong quá trình mai táng. Tuy nhiên thực tế tại Quảng Ngãi, việc tổ chức mai táng khi người bệnh tử vong chưa được chu đáo nên nhiều gia đình đã tốn hàng chục triệu đồng để thuê dịch vụ mai táng khi có người thân mất do COVID-19. Giá cả trên trời, mỗi chỗ hét một giá khiến cho nhiều gia đình khó khăn nhưng đành vay mượn để lo hậu sự cho người thân. Gia đình ông Hồ Văn Phú và bà Dương Thị Hạnh ở thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi vừa có người thân tử vong do COVID-19. Tất cả quy trình từ khâm liệm, vận chuyển đến nơi chôn cất đều do dịch vụ mai táng thực hiện và có trả phí. Có rồi nó dạy cũng kêu người ở ngoài đi vô, mà trong đó là mấy con em nó nói là trong đó hình như người ta lồn chứ người ta không có cho người lại vô. Có đó là thao đĩa trong đó, người lồn cũng được cái thao đĩa cho mấy cái đậu mai tết trong đó nó lồn. Thì nó mới đưa ra một cái gói là 40, gói 35, gói 27, thì mình mới chọn cái gói 35. Đối với mình là có tiền chứ mà, nếu mà cái địa phương mà dân nghèo là nó rất khổ. Đó phải trả gia trả mượn mới được 35 triệu, nó quá nhiều. Giá dịch vụ mai táng chênh lệch và dao động từ 20 đến 50 triệu đồng tùy vào sự thỏa thuận giữa người nhà và đơn vị nhận dịch vụ. Đây là số tiền không nhỏ đối với những gia đình khó khăn. Lãnh đạo bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 thừa nhận có việc này. Việc thuê dịch vụ mai táng là do người dân tự thỏa thuận với đơn vị dịch vụ. Bệnh viện chỉ hỗ trợ hướng dẫn phòng dịch cho đội mai táng khi vào bệnh viện để thực hiện khâm liệm và vận chuyển đến nơi chôn cất. Về phía bệnh viện là chỉ thông báo đó thôi, còn lại là người nhà họ liên hệ với tất cả các cái dịch vụ nào mà họ thấy họ thỏa thuận được đó, thì bệnh viện sẽ tạo điều kiện là kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn để mà thực hiện cái việc khâm liệm rồi vận chuyển ra về nơi chôn cất. Quyết định 5188 của Bộ Y tế nêu rõ, việc xử lý thi hài của người mắc COVID-19 phải do cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. Tất cả quy trình từ khâm liệm vận chuyển đến nơi chôn cất phải khép kín, phòng lây nhiễm. Toàn bộ chi phí đều do nhà nước chi trả. Thế nhưng thực tế từ cuối tháng 11 năm 2021, do số lượng bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại tỉnh tăng. Trong khi đó, tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 của tỉnh, nguồn nhân lực rất mỏng và nhà đại thể không có, nên rất khó khăn cho việc vừa tổ chức điều trị, vừa lo hậu sự cho người tử vong do COVID-19. Ra thì cái lực lượng và nhân lực của bệnh viện thì không đảm bảo tất cả các khâu đó được. Và bệnh viện cũng đã có công văn trình Sở Y tế là có 5 cái nội dung nó kiến nghị đó là. Và thật ra là trước đây là bệnh viện cũng phải lo, mặc dù không đủ nhân lực bệnh viện cũng lo. Nhưng mà khi mà có cái ca bệnh mà tử vong đầu tiên của thành phố Quảng Ngãi á, thì ban chỉ đạo của thành phố Quảng Ngãi đã làm một cái công việc rất là sâu hơn. Có nghĩa là họ chủ động địa phương đó, họ thuê kêu gọi cái dịch vụ mai táng đó vào trang bị bảo hộ, rồi đó tiêm phòng vaccine này, rồi bằng bảo hộ chống dịch vào tổ chức khâm liệm và vận chuyển về nơi chôn cất. Thì từ cái lúc đó thì thấy cái việc này là nó cũng, địa phương cũng đã gánh vác, thì từ đó là bệnh viện tạo điều kiện để mà gia đình với địa phương tổ chức khâm liệm cho đồng hồ. Chứ còn trước đây là bác sĩ điều dưỡng phải ra ta khâm liệm hết. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẳng định bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 để người nhà tự thỏa thuận với cơ sở dịch vụ mai táng vào khâm liệm, vận chuyển khi có người tử vong là sai quy định của Bộ Y tế. Còn tình trạng loạn giá ngoài tầm kiểm soát của sở. Cái việc mà bệnh viện cho công ty mai táng vào á, thì đầu tiên là nó trái quy định Bộ Y tế. Vì Bộ Y tế không có quy định như vậy. Và nếu như mà anh đã cho vào á, thì những người đó cũng phải bảo hộ lao động và cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt cái phòng dịch. Vì cái dịch đây là cái dịch phòng chống bệnh lây nhiễm mà. Nó có cái luật phòng chống bệnh lây nhiễm, có quy định rất ngặt. Nếu như mà anh cho vô thì anh phải tuân thủ. Còn cái chuyện mà loạn giá thì cái này thì ngoài tầm của sở. Cái này là do cơ sở 2 không biết là có biết hay không. Chứ còn sở thì không có chỉ đạo về cái việc này.
Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 của tỉnh thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế. Sở sẽ làm việc với bệnh viện để chấn chỉnh tình trạng lợi dụng dịch bệnh để hét giá, gây khó cho người dân. Liên quan đến tình trạng loạn giá mai táng người tử vong do COVID-19, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã có văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ sự việc. Cụ thể, giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát quy định hướng dẫn mai táng người tử vong do mắc COVID-19 cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và quy định hướng dẫn của tỉnh. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng trên địa bàn, nâng giá chi phí mai táng bất hợp lý, trái quy định đối với các trường hợp tử vong do COVID-19. Tránh tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ mai táng bất hợp lý và xử lý nghiêm theo quy định nếu có. Tại Quảng Ngãi hiện có 2 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 với gần 200 ca bệnh. Trong đó, bệnh viện điều trị số 2 chủ yếu bệnh nặng với gần 30 ca. Tổng số ca bệnh tại Quảng Ngãi từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 23.598 ca. Tổng số bệnh tử vong do COVID-19 là 110 người.